Chào các bác nhé. Shop tân ấy, chào tất cả anh em. Giới thiệu với anh em cái bộ quần áo ngụy trang hàng cao cấp nhé, hàng cao cấp, chất liệu vải là vải kaki và shop mới nhập được đây nhá. Chất liệu vải kaki màu ngụy trang lá cây khô. Số lượng hàng thì rất nhiều đây này các bác này. Các bác có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ với lại số điện thoại của shop này nhá. Đây mới hàng mới về xong, tôi vừa mới đánh về đây. Nó hơi muộn một chút nhưng mà tranh thủ làm ít hình ảnh để cho các bác xem, để các bác cập nhật, để các bác mua hàng nhá. Đây, quần áo kaki màu ngụy trang lá cây khô như tôi đang mặc thế này. Áo thì là cái loại này đấy, thuộc cái diện gọi là áo gió nhá, áo gió các bác nhé, áo gió thì nó sẽ rộng, nó sẽ thỉnh thoảng. Thế như tôi đây là số đo nó nhỏ quá, mặc nó không đẹp. Cái bộ này ấy, là size to, dành cho anh em phải nặng trên 60 cân, cao trên 1m65 nhé. Ví dụ như tôi đây cao có 1m65 thôi, nặng được có 55 kg thôi. Thì đâm ra là mặc nó rộng lắm, nó không có được đẹp nhé. Đấy, cái bộ này bộ size to, thế hẹn lần sau cho các bác là sẽ nhập một bộ size nhỏ nhá. Và cái quy cách của áo này, ống tay thì là dạng thun như này, ống tay dạng thun này, khóa nhựa này, có mũ chụp này các bác nhá, có mũ chụp liền luôn. Hai bên sườn này có hai túi này, hai túi có đường khóa kéo lại để chống mất đồ cho các bác nhá. Về quần ấy thì hai bên này có hai túi này, hai túi này rất là rộng này, rất rộng các bác nhá. Phía sau là không còn túi nữa, ở phía dưới ống chân này này. Các bác mà muốn cho nó thu nhỏ lại thì các bác thắt cái dây này vào. Dưới đây là có một cái dây, các bác thắt lại, các bác nặn vào trong thì là cái ống của mình sẽ được thu lại, nó được bó lại nhé, thì nó sẽ gọn gàng cho các bác di chuyển hơn. Thì hôm nay tôi vừa mới lấy hàng về đây, có quần áo ngụy trang này, có thêm cái món ống nhòm này, ống nhòm dài đây nhé các bác nhé. Số lượng thì cũng rất là nhiều, anh em chơi mấy cái món ống này các bác về lắp vào thì các bác lắp nhé. Như một số anh em mà mua cả cái ống này về để quan sát ngắm du lịch, nhòm du lịch, rồi các bác đi nhòm tìm ong nhé. Cái hàng này nó là hàng thương hiệu bút xeo, hàng loại 1, có tem bút xeo luôn đấy, có ốc định tâm nhé. Tên của nó là hàng bút xeo 3x9x40, có cả lưới chống lóa. Đấy, có cả lưới chống lóa này, có ốc định tâm này, ốc định tâm là ốc tem khoan chìm các bác nhé. Rồi có tem thương hiệu bút xeo, rồi có tem thương hiệu tem sừng hiêu, anh em có quảng cáo là cái loại nhất rồi đấy, hàng loại nhất. Thế đây là tiện thể về quần áo ngụy trang, và cùng với cái này thì tôi giới thiệu cho các bác. Thế thực sự là các bác thông cảm là cái hàng này là hàng ống nhòm dài này là hàng mặt hàng nhạy cảm, mình không được giới thiệu công khai lắm, nó vi phạm với nguyên tắc cộng đồng nhé. Thì đây là giới thiệu cho các bác biết là shop có mặt hàng này thôi. Thế còn các bác mà muốn xem những cái mặt hàng khác và những cái linh phụ kiện cho anh em mà chơi đam mê PCP chẳng hạn đấy, thì các bác sẽ vào theo cái đường link khác mà tôi đưa ra ở dưới nhé. Thì các bác xem sang cái kênh bên cạnh đấy, kênh của shop chuyên về mấy cái đồ phụ kiện này, thì các bác sẽ xem được nhiều thứ hơn. Thế đây là chỉ có giới thiệu sơ cho các bác là có cái lô hàng mới hàng và cái ống nhòm này nhá, ống nhòm dài một mắt này. Đấy, các bác nào có nhu cầu chơi thì liên hệ nhá. Rồi quần áo ngụy trang nhá. Cái hàng này tôi nói lại là cái hàng này này là hàng bút xeo 3x9x40, hàng loại 1, tem thương hiệu bút xeo, tem sừng hiêu, rồi ốc định tâm nhá, rồi cả lưới chống lóa nữa các bác nhá. Hàng này có lưới chống lóa, hàng loại nhất rồi đấy, mà giá thì cũng bình thường vừa phải thôi, cho anh em rất là dễ chơi. Đấy, các bác mua quần áo ngụy trang, các bác chơi thêm món kia nữa thì tiện thể mua thêm luôn nhá, thì giá thành nó lại càng được rẻ đi. Các bác càng mua nhiều thì giá thành chiết khấu càng được nhiều nhá. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá.